Ở một cửa tiệm cà phê nhỏ trên phố Triệu Việt Vương, Hà Nội, có một đồ vật gắn bó và được giữ gìn như báu vật trong gia đình hơn nửa thế kỷ qua. Đó chính là chiếc cối rang cà phê trên lửa củi. Phiên bản đầu tiên của cái cối này thì được làm ông Thái thiết kế và sản xuất ra cách đây khoảng 40 năm. Rồi rang củi thì khi mà cái cối nó đóng kín, lửa củi bốc lên thì cái mùi khói nó sẽ ám vào bên trong hạt cà phê. Anh Hiếu là thế hệ thứ tư trong gia đình đứng ra quản lý quán cà phê. Trước làn sóng chế biến và pha chế bằng máy móc hiện đại, anh vẫn lựa chọn giữ gìn cách thức rang cà phê truyền thống. Bây giờ ở Hà Nội thì rất ít rồi, gần như là chắc là chỉ còn mỗi ở nhà mình là rang với số lượng nhiều và còn giữ còn phải rang củi thôi. Chắc là củi rất là rất nhiều. Như đang mùa đông thì chúng ta có thể ngồi đây thì nó ấm áp, nhưng mà nếu mà trong mùa hè thì nhiệt độ đây lên tới 40, 50 độ, 60 độ C. Cái việc mà mình giữ cái này gần như nó là một cái di sản. Trong dòng chảy lịch sử gần 100 năm tuổi, quán cũng đã trở thành một phần đặc biệt trong ký ức về văn hóa cà phê của người Hà Nội. Tôi uống cà phê ở quán này khoảng độ 30 năm rồi. Cái quan trọng nhất là cái chất lượng cà phê người ta giữ được rất đều. Cái vị cà phê này người ta hay gọi là cà phê mộc. Rất nhiều ngành nghề khác nhau, lứa tuổi khác nhau, công việc, nói chung là sở thích cũng khác nhau, nhưng mà gặp nhau điểm chung là đến đây là buổi sáng để ngồi uống cà phê. Sang cốc nâu. Đến Hà Nội làm cốc nâu, Hà Nội ở đây rồi. Như những lời nhắn nhủ, quán gửi gắm tới từng vị khách ghé thăm. Chiếc cối rang vẫn đều đặn quay tròn, cho ra những mẻ cà phê thơm mùi khói và là một phần đặc biệt trong nét văn hóa cà phê độc đáo giữa lòng Hà Nội.